cái luật nhân quả chứ không phải là định luật, mà cái định mệnh. Cái định mệnh nó khác, là cái số mình quyết định mệnh thì cũng hành động thiện, hành động ác, nhưng mà nó không có chuyển. Là vì mình làm ác thì mình phải thọ lấy những cái tai họa, tất cả những cái gì điều ác của mình, mà mình làm lành đó, thì mình phải thọ hưởng những cái phước báo, nhưng mà nó có số định. Còn ở đây cái nhân quả nó không có số định mà nó chuyển. À, mình làm thay vì bây giờ tuổi của mình á, sắp sửa chết mà mình biết làm một cái chuyện gì mà cứu chúng sanh thì cái tuổi nó kéo dài thêm ra. Cũng như trong câu chuyện mà ở trong kinh kinh giới đó, có một cái chú Sa Di đó theo một vị thầy tu học ở trên núi. Vị thầy đó là một bậc quả, một vị A-la-hán, cho nên biết chú này là còn 7 ngày nữa là chú chết, cho nên mới khuyên chú thôi về thăm cha mẹ đi. Thì trên đường chú về thăm cha mẹ, là ông thầy tưởng là chú về kỳ này là chú về thăm cha mẹ rồi chú chết ở gia đình của chú, nhưng mà không ngờ trên bước đường đi thì chú lội ngang qua một cái dòng suối. Chú thấy có một cái ổ kiến trôi trên dòng suối đó, mà cho nên chú vớt cái bài kiến đó đi, chú để trên trên bờ gác lên trên cây, cho cái đoàn kiến nó không có chết. Rồi chú đi về nhà chú. Sau 7 ngày chú trở về ông thầy, chú thăm cha mẹ chú rồi chú trở về ông thầy. Ông thầy mới ngạc nhiên, biết cái chú số này, chú này là 7 ngày nữa chết mà sao giờ chú xuống nhân chú trở về. Cho nên ông thầy mới hỏi, tại sao mà thầy nghĩ rằng con về kỳ này là thăm cha mẹ là không có trở về, mà sao lại con được trở về, trên đường con có làm cái chuyện gì không? Thì nó chú này mới thuật lại cái công chuyện mà chú lấy cái áo tràng mà chú cứu cái bầy kiến mà lôi nó khỏi cái dòng suối á, không khỏi dòng nước mà chết á. Thì ông thầy nói quả là chú đã tạo được cái tuổi thọ chú thêm, đó là do cái nhân thiện của chú tạo mà chú mới sống, chứ còn thầy thấy cái số yếu tử của chú chỉ còn trong có 7 ngày nữa mà thôi. Đó là cái câu chuyện như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng đó là cái chuyện của nhân quả, nó chuyện của cái nhân quả chứ không phải là định mệnh. Như ví dụ chẳng hạn bây giờ chú có làm cái điều đó đi nữa mà cái về cái thuyết định mệnh á, thì chú cũng phải chết. Để rồi cái chuyện mà chú làm cái việc mà cứu chúng sanh thoát khổ, bày kiến thoát khổ đó, thì kiếp sau cái tuổi thọ chú nó sẽ tăng lên, chứ không phải chuyển ngay ở trong kiếp này. Nhưng cái chuyện này là rõ ràng là ở trong kinh giới đã thuật lại như vậy, thì chúng ta đã biết rằng phải có một sự chuyển ở trong cái nhân quả hiện tại. Mà đúng vậy, chúng ta phải xét rõ ràng nó có đúng chứ không phải sai. Bởi vì chúng ta phải thấy khi một người họ chửi mình mà mình không chửi họ, thì cái sự việc nó xảy ra nó sẽ êm dịu lành xuống. Mà người ta chửi mình một, mình chửi người ta hai, thì nó lần lượt nó tăng lên, cái nhân quả nó càng tăng lên, mà nó cái quả khổ nó càng tăng lên cho chúng ta. Cho nên nó có sự linh động di chuyển chứ nó đâu có cố định được. Mình chửi họ mà họ nhịn thì cái lòng tức của mình nó cũng giảm lần xuống, mà người ta chửi lại mình thì cái lòng căm tức của mình lại bùng bốc lên. Thì đó là cái nhân quả nó càng lên càng xuống, tức là nó có sự thay đổi di chuyển. Cho nên chúng ta thấy cái định luật mà định mệnh mà cố định á, thì nó không đúng, mà cái định luật nhân quả di chuyển á, thì chúng ta thấy có sự thay đổi đúng. Do vì vậy mà Đức Phật thấy cái chỗ này mới đem cái đạo đức nhân quả dạy chúng ta, để chuyển hóa cái đời khổ của con người thành ra cái cuộc sống an vui hạnh phúc. Và cũng vì cái chỗ này mà Đức Phật mới đem cái giáo lý của mình ra mà giảng dạy cho con người ta chuyển cái tâm tham muốn, chuyển cái tâm dục của người ta, chuyển cái ác pháp để cho người ta ly hết, để mà người ta trở thành giải thoát. Chứ nếu mà cái định mệnh, cái định lực mà nhân quả nó là định mệnh á, thì chắc chắn Đức Phật không dạy đâu. Bởi vì dạy mà người ta chuyển rồi kiếp sau người ta cũng phải như vậy, thì tức là cũng không có ngay trong đời hiện tại làm sao có giải thoát được mà gọi là mình giải thoát. Cho nên vì chuyển ngay từ ở trong đời thì chúng ta đã giải thoát được liền tức khắc. Đó là cái thực tế và cụ thể. Nếu mà chúng ta không hiểu chỗ này thì chúng ta sẽ trong cái giai đoạn này chúng ta không hiểu thì chúng ta dễ biến Phật giáo thành sự mê tín lắm. Cho nên hầu hết là hình ảnh của Phật giáo chúng ta là vì các bậc tôn tốt của chúng ta từ trước đến giờ họ không thực hiện được sự giải thoát, họ không thấy được cái lộ trình này.